Tiếp theo, trái vải và trái xoài là hai loại trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu vào Úc. Úc đã chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện nay, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất được cấp phép nhập khẩu thanh long tươi vào Úc. Theo Bộ Nông nghiệp Úc, đối với nhập khẩu thanh long từ Việt Nam phải có giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc cấp. Trước khi xuất khẩu, thanh long phải được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận không bị nhiễm côn trùng trong diện kiểm soát an toàn sinh học. Thanh long phải có nguồn gốc sản xuất và xuất khẩu từ Việt Nam phù hợp với các điều kiện và chương trình có liên quan. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc phải đi kèm với mỗi lô hàng.